Sơn chào cậu con á. Tiếp tục bữa nay Sơn quay cho con xem cái làng lúa để thăm tắc. Thì bữa nay được 78 ngày hả mọi con, thì nó bắt đầu đỏ đuôi hết rồi. Thì trước tiên thì vụ này thì năm mới thì cũng thắc Sơn cũng xin chúc mừng các cái công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các cái cửa hàng vật tư đại lý cấp 1, cấp 2 ha, đã có những cái doanh thu vượt bậc, vượt trội, nó đem về cái lợi nhuận cao. Còn nông dân thì thắc Sơn xin chia buồn. Thì năm trước năm nay thì bà con mình thu hoạch được 700 mấy 800 là nó ngon, nói chung là ngon rồi đó. 700 mấy 800 là cũng như vô tấn như hồi mấy vụ trước đó bà con, tại vì cái giá nó cao. 9.000 mấy 17 800 thì cũng như lúa bà con vô tấn mà lúa 7.000 mấy vậy. Nói chung cũng được rồi. Thì cái tình trạng mà bị vàng lá chín sớm mà hực cái lá chân trên đời thơm tám á, thì cái này nó có nhiều cái nguyên nhân. Thì nguyên nhân chủ yếu đầu tiên là vẫn là do nắng nóng hay bà con, nó hực lên chịu không nổi đâu. Bà con thấy những cái bà con dòm lên những cái bụi tre bụi tầm dông á, thì cái lá nó cũng như là cũng là một họ lá lúa đó, mà tre tầm dông mà còn bị hoàng lá chịu không nổi nữa thì lá lúa nó bà con mình chịu đường nào nổi đó. Thì nói chung một họ thì nó vậy. Thì những cái miếng này đều có bón phân nước hạt hết bà con đây đó. Đó, mình bón thì cũng như mình bón thúc để cho nó vô gạo siết thôi, chứ bà con mình kiềm bộ lá tới cắt kiềm được đâu, nó vô gạo rồi nó chín rồi là nó bà con là trong vòng 80 mấy ngày là rủi này, 80 mấy ngày là nó vàng khè liền ha. Hiện tại thì cái dấu hiệu bệnh vàng lá chín sớm rất là cao nó, và đặc biệt nếu mà con bón phân mà không cân đối dư phân hay là dư lạnh nhiều á, rồi kết hợp xịt không có kèm thêm á, không xịt kèm thêm kali đâu á, là nó sẽ bị tình trạng là vàng lá chín sớm còn dữ nữa, như nó sốc dinh dưỡng á. Thì hiện tại thì nó có bệnh vàng lá chín sớm thì nó có hai loại hết mọi con, một loại thì bị sốc nhiệt, một loại thì vàng lá chín sớm. Cái loại sốc nhiệt là thằng OM18 nó sốc còn dữ nữa đó. Thì những cái dạng này là dạng sốc nhiệt các bà con, cũng như nắng nóng á, nó chịu không nổi đó. Kết hợp với bà con phun thuốc mà nó nóng vô hoặc là thuốc vô gạo nữa thì nó còn xuống mau nữa, như cái lá này mà phun thuốc vô nữa thì nó bà con là trong vòng 2 3 ngày là vàng khè luôn ha. Cái này là gọi sốc nhiệt ha, còn vàng lá chín sớm là nó chạy tạt riêng ha bà con. Cái dạng sốc nhiệt do nắng nóng với do mình xịt thuốc vô gạo nó nóng nó áp riêng này, nó hai loại ha. Cái dạng lá chín sớm là nó nè, cái dạng này là kêu dạng sốc nhiệt nè, thằng OM18 là chuyên gia luôn. Thằng OM18 mà vụ này bà con thấy tình trạng yêu cầu nó chín đỏ đuôi là nó bị sốc nhiệt liền ha. Thì mình kêu dạng lá chín sớm đó, nhưng mà cái loại này loại là loại sốc nhiệt. Còn cái loại mà vàng chảy dọc dọc theo chân á thì sốc nhiệt này cũng mình kêu dạng lá chín sớm đó con, như cái này nè. Này chạy vàng vàng kêu vàng lá chín sớm nè. Còn nó loại sốc nhiệt thì cái loại sốc nhiệt đó là giống như của OM18, nó bị hồng trong cái lá ra ha. Thì nói với thằng vàng lá chín sớm thì giống nhau. Thì bữa nay thì nói chung 78 ngày thì lúa cũng nó vô gạo em con. Lúa nào bà con nào tốt quá thì nó vô chậm ha. Nó thì cái đặc tính bà con biết làm lúa mà tới chỗ mà lúa càng xanh thì lúa gạo nó vô càng chậm. Bởi vậy bà con xịt làm sao mà giai đoạn công chế me với đỏ đuôi bà con xịt cho nó áp bộ lá vàng vàng xíu mà nó thúc vô gạo nhanh lắm. Rồi sau đó bà con mình tiến hành bón phân nước hạt vậy mà nó thấy nó ok hơn á. Còn mà mình dưỡng dưỡng cái giai đoạn mà nó chỗ rồi nè, giai đoạn công chế me này nè, để me đuôi bà con dưỡng xanh xanh nó vô gỗ chậm quá chậm à. Bà con thấy không? Hai hai cái chỗ cũng chênh lệch nhau nè. Mà bên đây dưỡng cái bộ lá với cái ấy thì cũng như nó tốt quá, nó lúa càng tốt thì vô gạo càng chậm, nó ngộ vậy đó. Còn bên đây bà con thấy là lúa nó lùng lùng mà nó vô gạo nè. Hả? Chắc loại à. Màu lá cũng không có được đẹp nữa, mà con thấy nó muốn cháy lá luôn nè. Con dòm cái vàng lá vàng chân là con biết. Thì cái này do thời tiết ha, nhất do thời tiết, thứ hai là do xử lý gầy cái giai đoạn gần tháng tháng chạp á, để cho gầy nó hút chích á. Cái truyền cái virus vàng lùn xuống lá vô nên nó gây cái tình trạng là suy dinh dưỡng. Thì khi lúa bà con mình chỗ ra thì nó sẽ không có sức đề kháng nhiều, nên là nó có tình trạng là bị vàng lá chân nhiều ha. Những cái miếng nào nhiễm gầy nhiều, đặc biệt gầy nâu là nó bà con sau này là bị vàng lá chín sớm nhiều ha. Đó. Thì những cái miếng mà bà con thấy lá nó ù mà nó vô gạo nè, rất là nhanh, mà ý là lá nhỏ vậy mà còn bị cháy lá nữa, này là toàn bộ là hư hết trơn rồi. Bà con thấy là biết cái vô lá biết 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 cái vô gạo kịp không, cái màu lá là màu lá chuẩn bị lên đường hết nè, nó bị chạy vòng dọc dọc thì nó kêu mà mình kêu vàng lá chín sớm đó. Nhưng mà nó do ảnh hưởng do nắng là chủ yếu ha. Nắng năm nay nắng chịu không nổi, tại vì cái trong cái ánh nắng năm nay là cái tia cực tím rất là cao và chắc cũng xả rất là nhiều luôn, nên là
lá lúa chịu nói là người ta mà ra đứng một chút xíu là gác mặt luôn mà. Lá lúa thì nói chung cái gì nó cũng phải có cái mức chịu đựng nhiệt độ thôi, còn quá mức nó là phải thua. Sắt sắt đồng cảm mà con thấy không, nó phải có cái mức chịu đựng nhiệt độ, nếu mà nóng quá bắt buộc phải chảy rồi, thì lá lúa cũng vậy, nó quá mức chịu đựng thì nó bắt buộc phải phá hủy cái tế bào hư. Chủ yếu là mình hỗ trợ thôi, và đặc biệt thì những cái lúa thì đối với giai đoạn càng chín thì sức đề kháng càng yếu, già mà giống như người ta thôi. Mình chủ yếu là mình o cái giai đoạn đỏ đuôi, giai đoạn gông chó me đỏ đuôi mình o xịt thuốc với mình bón phân thuốc thúc cho nó vô cũng được. Chứ năm nay bà con mình bón phân ướt hạt thì thấy cũng thua hết, bón bón nó vàng lá vàng nắng nó sốc chịu nổi. Những cái miếng vòng vòng ở đây là nói bà con là bón phân ướt hạt không, có một số bà con bón là năm nay nó chung là đắt 2 vụ nhưng mà rất là nặng phân luôn, nó 5-60-70 kg là chuyện bình thường luôn đó. Năm nay thì nói chung mình nặng vốn nhưng mà năng suất thì không có, nhờ được cái giá kéo kéo lại giờ đắt 2 vụ cũng như thành đắt 3 vụ à. Còn cái vấn đề mà gầy á thì bà con thấy bên đây thì cũng ở bên đây là hồi lúc 40-50 ngày gì nè là có xịt Messina nè, nên là cái bộ chân nó cũng đỡ, cũng còn nhiễm nhưng mà nó đỡ, nó xanh ấy nè. Khi bà con phun các cái thuốc gầy sau này thì nó sẽ có cái khả năng lưu dẫn rất là tốt ha, đừng có để cho nó hút chích. Khi nó hút chích rồi nó sẽ truyền cái dịch dần lùi xuống lá vô thì cây lúa của con rất là yếu ha. Nó có cái kháng thể dịch trong cái cây lúa rồi thì con xịt thuốc về các cái thành phần thuốc mà lưu dẫn thì nó sẽ giảm đi cái hiệu lực lưu dẫn ha. Thì hiện tại gầy gầy này là gầy trời trăng nè, bà con thấy vô lối gầm là con thấy cái trời 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 trăng trời trăng sáng là có gầy liền nè, gầy mà gầy trưởng thành nữa chứ. Gầy này chừng nữa nó mang bầu nó chữa thì qua trời tối thì bắt đầu nó đẻ ha, thì bà con lưu ý. Hiện tại lúa này cũng còn sót gầy rất là nhiều ha. Thì bà con mình lưu ý xịt, thì trong vấn đề xịt này thì phải kèm thêm xông hơi, mà xông hơi thì tùy theo cái mật độ lúa nó giai đoạn nào mà mình có cái tỷ lệ kèm xông hơi cho nó hợp lý ha, kèm quá thì nó nóng. Nói chung miếng này thấy cũng khá ổn, miếng này có thể là 800, cắt ra có thể 800. Còn cái miếng này thì do xử lý gầy chảy đó con, nên cái dàn chân nó hơi yếu chút xíu, nó bị hút chích á. Còn bộ lá chân mà con thấy không, mà lúa năm nay càng dày thì nó càng chỗ nóc ha. Lúa thưa thì trở ngược lại nó khỏe, còn lúa dày thì nói chung thì nó phải bị nè. Và cái này là không phải bị gầy cánh trắng ha. Thì trước giờ thì bà con mình cứ đổ thừa là gầy cánh trắng, nhưng mà không phải, do cái đặc tính lúa đề thơm năm nay nó bệnh với thời tiết nắng thì nó phải bị gì thôi, vàng lá lên thôi. Chứ mình đừng có dạch ra thấy gầy không trắng, không có đổ thừa gầy không trắng chết luôn, tội nghiệp người ta. Ta dịch hại người ta loại dạng sống ký sinh không có gây hại hết trơn mà cứ đè đầu đổ thừa người ta không thì chết rồi. Chủ yếu là bà con mình lo cái gầy nâu ha. Mà bón phân các cái giai đoạn bón phân nếu ấy mình bón kali nhiều nhiều vô cho nó dày bộ lá chút xíu, cái giai đoạn mà chỗ cũng được nữa, chỗ hoặc ấy thì cũng có thể mình bổ sung kali vô kết hợp với xịt kali với điều hòa sinh trưởng vô cũng được, để cho cái lúa nó khỏe. Nó càng khỏe thì cái bộ lá nó ít càng xuống thôi, còn cái lúa của con càng yếu là nó càng cháy luôn. Nói chung là năm nay lúa bà con mà để cho nó si rồi là giai đoạn công công với me nó đuôi mà lúa si rồi bà con không chịu bổ sung vô là nói với bà con là nó xuống cấp kỳ luôn ha. Thì năm nay tình trạng lép cổ thất sơn thấy là khá là phổ biến luôn, do cái tình trạng là cháy lá nè, cháy lá vàng lá chín sớm nên nó có tình trạng lép cổ rất là phổ biến luôn. Những này là hết vô gạo rồi, mà con thấy một số miếng đài thơm mà con thấy giai đoạn 70-80 ngày nhiều khi mà con ở sau con thấy nó xanh xanh chứ thật sự nè, mà con thấy nó xanh xanh chứ thật sự là nó cái khả năng vô gạo rất là kém, dưới 50% hết trơn luôn, bảo đảm luôn. Những cái lá khỏe như vậy thì nó mới vô ok thôi nè. Lá xanh khỏe lên, còn những mấy cái lá mà có dấu hiệu bệnh này thì nói chung là bà con thấy nó có cái dọc dọc nè, vàng vàng đó là nó thua hết trơn nè, lép cổ xiềng không vô nổi đâu. Rước phân thì vụ này nó bà con cho bà con rước phân 2 cử đó, cử 10 kg công cắt rước 2 cử đó, cử công với me cử đó đuôi cho bà con rước đó, chịu không nổi đâu. Có dấu hiệu bệnh trơn. Rồi thì Đức Sơn quay cho bà con xem nhé. Trong vấn đề quản lý gầy thì bà con lưu ý chừng nữa quản lý lắm sớm sớm á, tại vì trong cái gầy nâu nó hút chích thì nó đã có những cái dịch bệnh nó mang theo rồi, nó hút chích nó sẽ truyền các cái virus vàng lùn hoặc các virus nào đó nó sẽ gây cho lúa bà con bị suy á đó.